Chương 861, khiêu khích. Hắc Mãn Quân, hắn hiện tại không tốt hạ tử thủ, mà những thứ này giết đại lượng chân nhất môn đệ tử Bắc Cảnh Quân, nhất là cầm đầu Tần Lãng, nhất thời thành cái đinh trong mắt của hắn, cái gai trong thịt. Hắn một cái lắc mình, hướng về Tần Lãng phương hướng vọt tới, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ. Mười mấy số mặt lấy Bắc Cảnh Quân phục trang sức bảo tiêu cùng Tần gia cung phụng, trước tiên đem họng súng nhắm ngay Hải Xà phương hướng. Đột đột đột. Đột đột đột. Dày đặc mưa đạn bắn phá. Đừng nói là tới gần, Hải Xà còn không có đi ra ngoài vài mét nhìn thấy bọn này không giảng võ đức bắt cảnh quân bưng lên thương nhanh chóng lùi lại bước lui hải xà về sau những người này cũng không có lại đối với những khác chân nhất môn đệ tử nổ súng không có cách còn có chính mình người lăn lộn ở bên trong đợi chút nữa bắn phá lên và nhất đem chính mình người cho quét chết rồi cái kia thao tác thật là mã tảo chết có thể trong thời gian ngắn như vậy giết chết ta chân nhất môn đông đảo đệ tử trong các ngươi cần phải cũng không ít võ đạo cao thủ a chẳng lẽ lại cũng chỉ có thể ỉ vào súng trong tay làm mưa làm gió hải xà hít mắt thối lui đến mấy chục mét có hơn. Sử dụng kế kích tướng đồng thời, rất là nhảy bén trốn ở một đám hắc mãn quân bên cạnh. Muốn là bắt cảnh quân lại dám nổ súng, hắn thì chuyển dời đến hắc mãn quân bụi bên trong. Đến lúc đó, một khi có thương vong, vậy liền sẽ lên lên tới hắc mãn quân cùng bắt cảnh quân xung đột. Tần lãng mặt trên người màu đen áo khoác, rộng mở, phong độ nhẹ nhàng, không có bắt cảnh quân khuôn sáo trói buộc. Ông thi nhã, một chút cũng không có thân ở trại địch bối rối, cười nhạo nói, trong tay có thương không cần, ngươi cho ta cùng các ngươi chân nhất môn một dạng đều là chày gỗ đừng nói nhảm, ta không là tới nơi này cùng các ngươi tỷ võ, giao ra bọn cướp, chúng ta bắt cảnh có thể không tính toán với ngươi, bằng không, thì chớ trách chúng ta bắt cảnh phát xạ tên lửa hủy diệt các ngươi chân nhất môn. Hải xà ngây ngẩn cả người, đem ánh mắt dời về phía cái kia mấy tên bọn cướp. Lúc trước cũng là mấy tên này nhất là nhanh nhẹn, muốn là nếu có thể, hắn thật muốn chấp tay đem như thế mấy cái củ khoai nóng bỏng tay đưa ra ngoài. Có thể nhiều người như vậy tại, liền xem như hắn cũng không thể làm ra vứt bỏ đồng môn bị ổi sự tình nếu không chân nhất môn người người cảm thấy bất an đến lúc đó thì phiền phức lớn rồi ngay lúc này chân nhất môn tiền viện đại điện trên mái hiên vẫn xuất hiện một tên mọc ra dựng thẳng mắt tam giác nam tử hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tầng lãng phương hướng lạnh lùng mở miệng cái gì thời điểm bắt cảnh cũng có khẩu khí lớn như vậy thì liền các ngươi cái kia long soái tự mình đến cũng không có đảm lượng dám khoe khoang khoác lác hủy diệt ta chân nhất môn sư phụ hải xà nhìn thấy người tới nhất thời hoàn toàn yên tâm có sư phụ phiên hải giao xuất mã liền xem như những thứ này tay cầm súng tự động bắc cảnh quân cũng phải đền tội việc này là lỗi lầm của ngươi vi sư cho ngươi lấy cơ hội giết kẻ này thay ngươi cái kia đã chết sư để nhóm báo thù Phiên hải giao nhẹ nhàng đem ngón tay hướng về phía tầng lãng phương hướng hải xà nghe lời này mặt đều nín thành màu tương nếu là hắn có thế giết vừa mới không đã trải qua giết sao chỗ nào còn cần chờ đến đến bây giờ Phiên hải giao nhìn ra đồ nhi cũng bách, quay đầu nhìn thoáng qua lần nữa có mấy tên lão giả hiện thân cùng phiên hải giao cùng một chỗ đưa tay ở giữa có vô tận màu máu tràn ngập tại lão hoàng đám người chung quanh tứ phía bỗng dân dâng lên huyết sắc bình chướng sau đó lại có một mặt huyết sắc nồng nặc nhất bình chướng cắt gao đặt ở phía trên ngăn chặn tất cả đường ra như là lồng giam đồng dạng đem đứng chung một chỗ bảo tiêu cùng tầng gia cung phụng đều đều vây ở bên trong lồng giam dâng lên tốc độ cực nhanh chỉ thời gian trong nháy mắt chính là bị vây tầng gia cung phụng cũng chưa kịp phản ứng đột 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 dày đặc viên đạn tiếng vang lên cũng không có đạt được bất kỳ phản hồi bình chướng y nguyên tồn tại chỉ là cái kia phía trên xuất hiện đại lượng gần sóng thủ lĩnh chúng ta bị nhốt rồi không ra được. Bên trong, truyền đến lão hoàng lo lắng hò hét. Phiên Hải Giao nhìn về phía Đồ Nhi, vi sư đã thay ngươi vây khốn những thứ này bọn chuột nhắc, buông tay chém giết là được. Đa tạ sư phụ. Hải Xà nhe răng cười, thoát ly hắc mãn quân khu vực, hướng về tầng lãng phương hướng vọt tới, tốc độ cực nhanh. Ngay tại hắn sẽ phải đi vào tầng lãng trước mặt lúc. Đứng tại tầng lãng phía bên phải hơi hơi dựa vào sau tâm phúc quân tử, dẫn đầu vọt ra. Thân là tâm phúc, quân tử tự nhiên muốn thời khắc theo sát lấy thiếu gia tốc độ, nhưng bởi vì thi nhã tiểu thư tại thiếu gia trái hoài, tự giác hắn chỉ có thể đứng ở thiếu gia phía bên phải hơi hơi dựa vào sau. Nhưng dù vậy, cũng không có bị cái kia huyết sắc lồng giam vây khốn. Dưới thân thể trầm quân tử, lấy vai phát lực, đón nhận hải xà vừa nhanh vừa mạnh va chạm. Đông. Cậy mạnh phía dưới, quân tử lại xong một lần té bay ra ngoài, chật vật nện chỗ, sau đó cùng một người không có chuyện gì một dạng, nhanh chóng bò dậy, vọt tới tầng lãng trước người. Phi nhanh mấy bước ổn định thân hình hải xà nhíu mày, nhìn chầm chầm quân tử, tràn đầy kinh ngạc. Đây là thứ quỷ gì? Làm sao đều bị đụng bay ra ngoài, còn một chút sự tình đều không có. Quân tử lại là xem thường, trước mặt cái này chân nhất môn đệ tử bên trong kiệt xuất, tuy nhiên rất cường đại, so với hắn mạnh hơn một bậc, nhưng cùng trước đó cái kia độc hỏa trưởng lão so sánh, kém quá xa. Cái này điểm thương tổn, cũng không bằng bị thiếu gia phiến một bàn tay tới đau, hắn rất là phách lối hướng về hải xà ngoắc ngoắc đầu ngón tay, khiêu khích nói, ngươi, tới a. Chương 862, dị biến. Bé quản gia cười híp mắt hướng về phía chiến tướng phương hướng, tâm bình khí hòa nói, ta dù sao cũng là Long Quốc người, làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy cái này làm sằng làm bậy chân nhất môn tùy ý sát hại ta Long Quốc người. Không biết sống chết. Chiến tướng chỉ lạnh hừ một tiếng, liền dời đi ánh mắt. Đã lão đầu chính mình cũng chỉ ra không phải bọn họ bắt lô người, chết thì chết, không đáng giá nhắc tới. Vậy liền đi chết đi. Phiên hải giao mắt tam giác bên trong, có u mang bắn ra, nhìn qua cản ở trước mắt lão đầu mập, tay trái hiện ra gợn sóng hình rung rung, tốc độ càng lúc càng nhanh, cái kia nhanh chóng dốc hết ra ra tay cánh tay, giống như một đầu du như rắn linh hoạt. Trong thoáng chốc, một đầu trên đầu mọc ra góc cạnh cự mãn theo cánh tay kia chỗ biến ảo đi ra tổng thể bày biện ra một cổ nồng đậm huyết sắc giống như là huyết khí ngưng tụ mà thành đồng dạng lúc trước hải xà huyễn hóa ra rắn nước tại đầu này mọc ra góc cạnh cự mãn trước mặt quả thực thì là tiểu vu gặp đại vu thể tích kém hơn gấp 10 lần cự mãn miệng to như chậu máu mở ra răng nanh bén nhọn hiện ra lãnh mang giống như có máu tươi theo hắn răng nanh bắt đầu nhỏ xuống một miệng liền đem béo quản gia liền đầu mang theo trên thân toàn bộ nửa thân thể đều cho cắn đi vào không có trong dự liệu bị cắn thành một nửa tình huống phát sinh cự mãn nửa người trên bị béo quản gia mập mạp thân thể chống tròn trịa bén nhọn răng nanh ra sức muốn đâm rách kỳ bì da nhiều lần mở rộng đầu lâu xương cốt để miệng há càng lớn tăng lớn phát lực có thể cự mãn răng nanh tựa như là cắn lấy vạn năm xác rùa đen một dạng phát ra bành bịch thanh thúy tiếng vang sửng sốt liền da thịt đều không có đâm rách ba bị cự mãn nuốt vào nửa thân thể béo quản gia toàn thân chấn động thủy trung hoa trăng trong gương đồng dạng cự mãn vẫn nổ tung hóa thành huyết khí bắt đầu tiêu tán hắn quanh thân có nồng đậm quang mang màu xanh sẫm bắt đầu hiển hiện. hiện thiên su huyền vũ thể phiên hải giao nhìn thấy một màn này nhất thời nhận ra cái này lão đầu mập đặc thù thể chất làm sao lại trùng hợp như vậy đầu tiên là có một cái rùa đen nhỏ chặn hắn đồ như sát phạt hiện tại lại xuất hiện một cái lão ô quy chặn đường đi của hắn lại đồng thời cái này lão đầu mập thiên su huyền vũ thể thể chất đã kích phát tuy nhiên thực lực không thế nào bức người nhưng cái này một thân xác rùa đen coi như thực lực mạnh hơn gia hỏa này gấp đôi cũng không nhất định có thể tránh thức đem trọng thương huống chi hắn còn không có vượt qua lão đầu mập gấp đôi thực lực ta cũng lấy gia hỏa này, các ngươi giết hắn." Phiên Hải giao lần nữa hướng về phía béo quản gia phóng đi, tạm thời hạn chế lại này hành động, đối với chân nhất môn đệ tử mở miệng. Đại lượng chân nhất môn đệ tử, như là thấy được gần trong gan tất tông môn công hương đồng dạng, tựa như phát điên hướng về tầng lãng vọt tới. Khi Nhã nhìn thấy một màn này, co lại đến tầng lãng trong ngực, có chút sợ hãi. Không phải đại sự gì. Tầng lãng cười ở tại trên bờ vai ma xoa xoa, ôn nhu trấn an. Còn không đợi chân nhất môn đệ tử vọt tới trước mắt của hắn, tại phía sau hắn tòa kia huyết sắc lồng giam phía sau liền có bị vây bảo tiêu cùng tần gia cung phụng lượng quanh cái vòng lớn chạy ra bưng súng tiểu liên đứng đều rất mở để phòng lần nữa bị khốn trụ hướng về chân nhất môn đệ tử mang tính lựa chọn nhắm chuẩn bắt đầu xả kích đột 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 mưa đạn nghiêng về trần nhị đãng một bên bắn phá một bên phun trong miệng bùng đất hùng hùng hổ hổ mụ nội nó đám này chó chết thế mà để lão tử đi đầu đánh chó động toàn bộ đều đi chết đi cam lâm nương lạc huyết sắc cừu long tứ phía hòa thượng mới đều bị chân nhất môn đếm tên trưởng lão cấp bậc cường giả huyết khí phong tỏa cho dù là tần gia cung phụng cũng vô pháp thời gian ngắn đột phá vì để tránh cho thiếu gia bên người thiếu huyết hộ vệ hắn chỉ có thể đề nghị đánh chó động đi ra ngoài là đi ra nhưng trong nội tâm lại là kìm nén một cổ ác khí hắn một tay cầm thương một cái tay đi mò bên hông lựu đạn vừa định phát ra đi bên cạnh lão hoàng kịp thời ngăn trở hắn liếc qua tại chân nhất môn trong các đệ tử giả bộ nằm thi Shinichi giang nhóm cầm súng bắn phá đứng đấy cùng nằm có thể rất tốt phân rõ nhưng muốn là lựu đạn ném ra bên ngoài cái kia chính là không khác biệt sát thương thảo trần nhị đảng tâm lý biệt khuất chỉ có thể bắt đầu tiếp tục áp đoạt đại lượng chân nhất môn đệ tử bắt đầu đẫm máu bể đầu bể đầu trọng thương trọng thương thương vong cực kỳ nghiêm trọng nhưng bởi vì chân nhất môn đệ tử số lượng thực sự quá nhiều còn có mấy tên vận khí tốt mò tới trần nhị đảng đám người trước mặt còn đối với bọn họ bộc phát ra lúc trước tại hắc mãn quân bên trong đại khai sát giới bi phong một tên tần gia cung phụng một chân đá ra cầm đầu một tên chân nhất môn đệ tử tại chỗ nổ nát vụn thành một đoàn xương máu. Cùng lúc đó, mấy tên vọt tới trước mặt muốn đại khai sát giới chân nhất môn đệ tử, tử trạng so bể đầu, còn thê thảm hơn. Tốt một cao thủ tụ tập bắt cảnh quân A. Cái này là cố ý đến ta chân nhất môn tạo áp lực. Hôm nay, ta chân nhất môn liền làm thịt các ngươi lãnh tụ, ngược lại là muốn nhìn, các ngươi có bản lĩnh gì tại ta chân nhất môn như thế ngông cùng. Một tên chân nhất môn trưởng lão, cũng không ngồi yên nữa. Hướng về tầng lãng phương hướng lao đến. Tầng gia cung phụng cấp tốc bắt đầu trợ giúp không biết sao những hộ vệ này thi nhã cung phụng thực lực cũng không thuộc về tầng gia cung phụng bên trong đỉnh tiêm cấp bậc muốn đang đối mặt địch chân nhất môn trưởng lão vẫn là quá miễn cưỡng năm sáu người vừa đến mới có thể miễn cưỡng chèo chống đi theo béo quản gia đi vào bắt cảnh mấy vị kia ngược lại là thực lực mạnh mẽ rất nhiều nhưng chân nhất môn cũng không phải chỉ có một vị trưởng lão hiện thân tần lãng bảo tiêu cùng tần gia cung phụng một mặt muốn ứng đối chân nhất môn đệ tử mặt khác lại muốn ứng đối tự mình xuất thủ chân nhất môn trưởng lão cuối cùng vẫn là ăn phải cái lỗ vốn để một tên thực lực tương đối mạnh mẽ, có thể so với phiên hải giao trưởng lão thoát thân, trực tiếp hướng lấy tần lãng lao đến. Muốn bắt đầu biểu diễn A. Tần lãng ôm thi nhã, tâm lý hơi hơi cảm thán. Loại tình huống này, tại dự liệu của hắn bên trong. Có thoát thân chân nhất môn cường giả hướng hắn ra tay, hắn lại hướng về hắc mãn quân phương hướng tiến lên, chủ đạo chiến trường di chuyển. Tóm lại hắc mãn quân hướng chỗ nào chạy, bọn họ liền chạy ra ngoài thì xong việc. Đem bọn này đã nhận định chân nhất môn là cường đạo gia hỏa hoảng sợ chạy. Đến lúc đó, chính là hủy diệt chân nhất môn thời cơ. Tên kia chân nhất môn trưởng lão đã tới gần. Tần Lãng cũng đã đem mặt lấy quần bò thi nhã cho chặn ngang ôm, chuẩn bị chạy ra. Có thể ngay lúc này, vẫn từ đằng xa có một thanh trạm trường kiếm màu xanh lam phá không mà đến. Những nơi đi qua, có màu xanh thâm thẳm băng tinh bắt đầu ngưng kết, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, trong không khí thủy phân tử còn không có ngưng kết hoàn thành, cái kia một thanh kiếm đã hướng về phía trước phi nhanh hơn trăm mét. Chân nhất môn trưởng lão cảm nhận được dị thường, quay đầu nhìn lại, cái kia một thanh kiếm tinh chuẩn không sai hướng về phương hướng của hắn bay tới. Cao mày, vừa định muốn thoát thân, có thể hắn lúc này kinh ngạc phát hiện, không khí chung quanh đều bị giam cầm ở, thì liền hắn vị này chân nhất môn trưởng lão, cũng vô pháp thoát thân. Phốt! Không đợi chân nhất môn trưởng lão theo sợ hãi bên trong lấy lại tinh thần. Cái kia một thanh trạm trường kiếm màu xanh lam, xen lẫn tiếng gió gào thét, tinh chuẩn không sai đâm thủng tung người ở giữa không trung dừng lại chân nhất môn trưởng lão. Bởi vì quán tính. Trường kiếm đâm rách chân nhất môn trưởng lão cũng không có đình chỉ, giống như là một cái đinh dài, đem cái này có thể so với phiên hải giao cường giả, cắt cao đinh trên mặt đất. Có băng tin, chỉ một thoáng đem vị trưởng lão này, trong nháy mắt đông lạnh kết thành một ngôi tượng đá. Chương 863, Lưu Ly hiện thân. Khi nhả đầu một lần, tại dung mạo cùng khí chất phía trên cảm nhận được loại này bị đè ép một đầu cảm giác. Nàng tại tầng lãng trong ngực, chậm rãi ngẩng đầu, muốn đi xem rõ ràng cái này tuyệt mỹ tiên tử, nhưng vừa vặn đem ánh mắt đảo qua đi chú ý tới cái này tiên tử thế mà tại nhìn nàng chằm chằm, đồng thời đôi mắt đẹp bên trong màu sắc trang nhã càng nồng đậm, dọa đến nàng không khỏi đem đầu co lại đến tầng lãng trong ngực. Rốt cuộc bốc lên không nổi nhìn lén tâm tư. Phiên Hải Giao thì là tại nhìn thấy cái này cung trang nữ tử thứ nhất mắt, cảm nhận được DNA động. Phải biết, hắn ưa thích có thể không phải nữ nhân. Trong mắt hắn, mềm mại nữ nhân, quá mức yếu đuối, tiện tay liền có thể bóp chết, căn bản không thèm liếc mắt nhìn lại. Nhưng tại cái này cung trang nữ tử trên thân, hắn chỉ liếc một chút, thế mà dâng lên lòng mơ ước. Nữ tử này, nam nữ thông sát a à. thật đẹp đàn bà a à, nếu là có thể chơi một lần cho dù chết ta cũng nguyện ý a à. tại chân nhất môn đệ tử bên trong có người suy ngốc nhìn chầm chầm cung trang nữ tử phương hướng trong miệng theo bản năng thì thào một giây sau cái kia bị đóng ở trên mặt đất đã bỏ mình trưởng lão chỗ có băng tinh bắt đầu khuếch tán lan tràn tốc độ cực nhanh có phương hướng hướng thẳng đến cái kia lẩm bẩm chân nhất môn đệ tử vọt tới Trăng rắc trăng rắc hàng khí bao phủ một cái bạo phát cái kia một mảnh mười mấy tên chân nhất môn đệ tử liền đới lấy một số không nói gì cũng bị tai bay vạ gió, toàn bộ hóa thành một đống tượng băng. Bao quát lúc trước cùng quân tử đối chiến hải xà, gia hỏa này thực lực mạnh nhất, muốn đào thoát, thế nhưng cái này một mảnh hàng khí bao phủ tốc độ quá nhanh, lấy thực lực của hắn, căn bản phản ứng không kịp, hắn một chân bước ở giữa không trung, còn không có tung người ra ngoài, liền bị đông cứng tại trong giữa không trung. Hải xà sư huynh. Sư huynh, ngươi làm sao rồi? Hải xà sư huynh, ngươi không có chuyện gì chứ? Chân nhất môn đệ tử sợ hải lại lo lắng tiến lên, tại hải xà tượng băng phía trên đụng vào. Cái này không động vào còn tốt, giữ vững một cái thăng bằng đụng một cái hải xà cả thân thể liền nghiêng về hướng xuống đất ngã quỵ có chân nhất môn đệ tử một cái trơn xúc nhanh chóng ở phía dưới tiếp nhận ngã xuống hải xà tượng băng ấn xuống tượng băng ở ngực đối với bên cạnh phiên hải giao tranh công nói trưởng lão hải xà sư huynh không có việc gì vừa dứt lời răng rắc một tiếng một viên tròn vo kết đầy băng tinh đầu liền từ trên thân thể đứt gãy ném xuống đất tứ phân ngũ liệt hóa thành bột miệng rất hiển nhiên hàng khí này căn bản cũng không có cho những thứ này chân nhất môn đệ tử lưu bất kỳ đường sống tại đóng băng một khắc cũng đã mang đi những người này sinh cơ. Này thủ đoạn, lãnh khốc khiến người ta giận sôi. Đừng nói là không biết cung trang nữ tử chân nhất môn người, cho dù là tần lãng gặp được, đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. TT. Lưu ly thực lực, thế mà tăng lên nhiều như vậy. Là băng phách linh thể đã kích phát. Không, không đúng. Là lưu ly tông môn bí bảo, lúc này lưu ly, cùng trước kia tại thiên du thành phố thời điểm, đã không cùng một đẳng cấp chiến lực. Cho dù là hiện tại tầng lãng, trong lúc nhất thời cũng không dò rõ lưu ly thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn lúc trước liền hiếu kỳ dưới trạng thái bình thường chỉ có thể áp diệt thần một đầu lưu ly vì sao có thể tại dị thế giới bên trong trực tiếp đem một chủng tộc phong tộc diệt chủng cho dù là hắn kích phát thể chất cũng không nhất định có thể làm đến mà bây giờ nhìn đến lúc này lưu ly thủ đoạn tần lãng sáng tỏ thông suốt xem chừng vẫn là lúc trước cái kia đã thương hứa thiền chủng tộc bên trong có không tại tộc địa gia hỏa may mắn trốn qua một kiếp bằng không bao nhiêu cái kia chủng tộc tộc nhân cũng ngăn không được lúc này lưu ly hàng khí a khụ cụ lưu ly giống như đang nhìn hắn chính phân tích tần lãng chú ý tới lưu ly ánh mắt lạnh lùng có chút tâm hỏng ôm thi nhã chương 864, người hung ác không nói nhiều nếu có thể hủy bỏ một thân thực lực vậy thì càng thêm tuyệt không thể tả tần lãng thi nhã tại tần lãng trong ngực nhỏ giọng nỉ non lo lắng lên lưu ly tình cảnh nguy nga cửa đá phía trên lưu ly ánh mắt lạnh lùng nhìn qua một con kia mở to miệng to như chậu máu đánh tới mảnh hổ không có bất kỳ cái gì bối rối còn là một bộ không dính khói lửa trần gian thanh lãnh tư thái nàng chậm rãi đưa tay màu tím tay áo dài vung khẽ một chút trong suốt tại cánh tay kia phía dưới phân ra, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, hiện ra màu xanh thâm thẳm huỳnh quang, hướng về phía chân nhất môn trưởng lão cùng huyết sắc mảnh hổ phương hướng bay múa mà đi. Xông lên phía trước nhất huyết sắc mảnh hổ, đầu lâu bên trên có màu xanh thâm thẳm băng tinh bắt đầu ngưng kết, đồng thời hướng về thân thể lan tràn. Điêu trùng tiểu kỹ. Chân nhất môn trưởng lão lạnh hừ một tiếng, huyết sắc mảnh hổ đầu lâu vẫn nổ tung thành sương máu, sau đó không đầu mảnh hổ, tại khí huyết bổ sung dưới, lần nữa ngưng kết ra một con khổng lồ giữ tận đầu lâu. Dương Nanh múa vuốt rút ngắn khoảng cách của song phương. 30m, 20m, 10m. Tại ở gần lưu ly trong vòng 10 thước, cái kia con mảnh hổ liền mang theo chân nhất môn trưởng lão, căn bản cũng không có đảm nhiệm gì cơ hội phản ứng. Chỉ một thoáng, hàng khí theo mặt bên bạo phát, xâm nhập mà đến, trong nháy mắt đem người liền mang theo mảnh hổ đóng băng, đồng thời hàng khí quét. Một người một hổ tượng băng, đã mất đi quán tính, tại sức hút trái đất phía dưới bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Bành bành hai tiếng nhẹ vang lên, mặt đất nhiều hai đống nát bấy bột mịn. Chân nhất môn trưởng lão. Đỉnh tim chiến lực. Lưu Ly theo xuất hiện đến bây giờ, một câu đều không có mở miệng, một kiếm cách không biết bao xa, trực tiếp xuyên qua một tên trưởng lão, đem đóng đinh tại mặt đất. Đưa tay vung phất ống tay áo, liền lần nữa mang đi một tên thực lực mạnh mẽ trưởng lão tánh mạng. Những thứ này đối với người khác trong mắt cao không thể chạm võ đạo cao thủ, trong mắt của nàng, cùng con kiến hôi lại có gì khác biệt. Các hạ thủ đoạn thật tàn nhẫn. Thương tổn đệ tử ta, giết ta trưởng lão, coi ta chân nhất môn sẽ không phản kháng hay sao? Chân nhất môn chỗ sâu, một đạo rộng rãi thanh âm, tự xa mà gần truyền đến một tên trung niên nam tử khí thế dồi dào, nổi giận đùng đùng mà đến. Hắn hiện thân một sát, tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một cổ cực hạn cảm giác áp bách. Phản phất có một tảng đá lớn áp trên bờ vai, để bọn hắn không thể không không người xuống. Thì liền tầng lãng bảo tiêu cùng tầng gia cung phụng, thân hình đều biến đến còng lưng. Đừng nói là những cái kia hắc mãn quân, đều đã bị áp quỳ rạp xuống đất, mồ hôi trên trán, không được rơi xuống. Quân tử ánh mắt tứ phương, kinh ngạc nói một mình, "Ai, ta? Ta làm sao không có chuyện?" hắn lại không có thi nhã tiểu thư đãi ngộ, có thể nằm tại thiếu gia trong ngực. Vì cái gì rõ ràng cảm nhận được tim đập nhanh, cũng cảm nhận được áp bách, lại không có bị áp loan liễu yêu. Lão quản gia quay đầu, nhàn nhạt liếc qua, hít mắt, hiếm thấy lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Thiên su huyền vũ thể, chiếu vào thiếu chủ mẫu mà nói nói, cái kia chính là vạn năm lão ô quy. Sát rùa đen có bao nhiêu cứng rắn. Liền xem như chân nhất môn cao thủ, không xuất thủ, cũng đừng hòng sử dụng áp bách, để vạn năm lão ô quy cúi đầu. huống chi, Ngày bình thường rùa đen cũng là nằm sấp, không thích hợp đầu đều co lại đến sát rùa đen bên trong, nào có cái gì cúi đầu không cúi đầu. Ngừng quân tử nghi hoặc, lão quản gia có chút sầu lo quay đầu nhìn về phía thiếu gia Phương Hướng, trong đôi mắt mang theo hỏi thăm. Tần Lãng nhẹ nhàng lắc đầu. Bàn gia ý tứ hắn hiểu. Giúp Lưu Ly. Muốn là có vấn đề, không cần bàn gia nhìn qua, hắn đều sẽ chủ động xuất thủ. Người nào cũng không thể thương tổn nữ nhân của hắn. Nhưng bây giờ, lúc này tình huống này, cũng không phải Lưu Ly thụ khi dễ a. À. Chương 865, giết trưởng giáo. Thay trưởng lão báo thù. Thù này hận này, không đội trời chung, chúng ta hộ tống trưởng giáo một cùng ra tay, đem đánh giết. Hơn ngàn tên chân nhất môn đệ tử, to lớn một mảnh, ngao ngao thét lên hướng về lưu ly phương hướng dũng mảnh lao tới. Chân nhất môn trưởng giáo xung phong đi đầu, dũng mảnh vô cùng bắn ra cất bước, xông lên phía trước nhất. Hơn 10 tên mặc dù giết không chết béo quản gia, lại có thể vững vàng áp một đầu trưởng lão, theo sát phía sau, sát chiêu hiển thị rõ. Huyết khí cuồn cuồn, và thiên tế nhật mọc ra xúc giác cự mãn mở ra miệng to như chậu máu mảnh hổ hai tay đấm ngực cự viên vô số huyển hóa ra tới khí huyết hung thú hung tàn bạo ngược sông lên phía trước nhất cái này siêu phàm một màn dọa đến hắc mãn quân co quắp tại một bên không ngừng mà ngược lại nuốt nước miếng nắm súng tự động cánh tay đang không ngừng run rẩy may mắn chân nhất môn vây công đối diện là nữ nhân kia đổi lại là bọn họ coi như nhân số lại nhiều gấp bội từng cái tay cầm súng nhỏ sợ cũng là thập tử vô sinh thiếu thủ lĩnh quân tử thanh âm đang run rẩy nhìn thấy một màn này, khẩn trương hô hoáng, kém chút thì quên đi thân phận bây giờ, may mắn kịp thời phản ứng lại. Tần lãng cao mày, buông lỏng ra trong ngực thi nhã, một cái tay nắm thi nhã tay cầm, một cái tay khác đã nắm hướng về phía dẫn lôi phù, đồng thời tà linh trường vực cũng đã bắt đầu tại trong lúc vô hình phân chia phạm vi bao phủ. Chỉ cần hơi có gì bất bình thường kinh, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Dù là bốc lên thân phận bại lộ nguy hiểm, cũng không thể để lưu ly đã thương một sợi tóc. Tại ánh mắt mọi người hội tụ điểm lưu ly, thần sắc thanh lãnh, không vui không buồn, nàng đưa tay, vương hướng cái thứ nhất bị giết chết trưởng lão. Kiếm đến. Ông ông ông. Răng rắc răng rắc. Đóng băng tượng băng, tại trạm trường kiếm màu xanh lam rung động dưới, bắt đầu vỡ nát, hóa thành bột miệng. Cắm tại mặt đất trường kiếm, đáp lại lưu ly triệu hoáng, thoát ly mặt đất, nhanh như thiểm điện, hướng về lòng bàn tay của nàng thẳng tắp bay tới. Răng rắc răng rắc. Trường kiếm những nơi đi qua, hàng khí bao phủ, băng tinh đóng băng. Cái kia một con đường chân nhất môn mọi người, vô luận là phổ thông đệ tử, vẫn là nội môn, cũng hoặc là chân truyền, thậm chí cả trưởng lão. Chúng sinh bình đẳng. Toàn bộ trong nháy mắt hóa thành tượng băng, sinh cơ bị hàng khí trong nháy mắt mang đi. Lưu Ly vững vàng nắm chặt trường kiếm, khúc cánh tay sau đó duỗi thẳng, mũi kiếm chỉ hướng chân nhất môn trưởng giáo phương hướng. Cũng không có tiếng lên vung chặt, mà chính là bình tĩnh buông lỏng tay ra cánh tay. Trường kiếm lơ lửng giữa trời, cũng không có hạ xuống xu thế. Lưu Ly chậm rãi lắc lắc tay cầm, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng tại trên chuôi kiếm vỗ một cái. Ông ông ông. Trạm trường kiếm màu xanh lam phát ra tiếng nổ đùng đoàn, sau đó hướng về chân nhất môn trưởng giáo phương hướng mau chóng đuổi theo. Trường kiếm quanh thân hàng khí, bạo tăng mấy chục lần. Như là trưởng khống băng tuyết trích tiên trong tay quyền trượng, những nơi đi qua, hết thảy đều bị băng tinh bao trùm. Không tốt. Tung người bay ở giữa không trung chân nhất môn trưởng giáo, trong lòng đại cảnh, tóc trung lên, chỉ trong nháy mắt, liền thay đổi phương hướng, quay đầu liền chạy. Một kiếm này phong thái, siêu việt hắn đã thấy tất cả cao thủ. Dù là lúc trước thiên sư môn vị kia cao thủ sử kiếm, cũng không có mang đến cho hắn to lớn như vậy áp bách người này không thể địch lại. 36 kế, trùng mất. Có thể, Lưu Ly đã hạ sát thủ, liền xem như chân nhất môn trưởng giáo, chỗ nào lại còn có đường lui có thể nói. Trạm trường kiếm màu xanh lam bay vụt, trong nháy mắt, liền đến đến chân nhất môn trưởng giáo sau lưng, hàng khí khóa lại chung quanh hắn, làm đến hắn căn bản không đường có thể trốn. Phốt. Một đạo vào thịt âm thanh, trường kiếm xuyên qua chân nhất môn trưởng giáo thân thể, để tốc độ của hắn bạo tăng, thẳng tắp đập vào hướng về phía trước đại điện. Bành. Nương theo lấy một đạo tiếng vang trầm nặng trường kiếm thẳng tắp cắm tại phía trước nguy nga phía trên cung điện kim biển phía trên trước kia rồng bay phượng múa chân nhất môn ba cái mạ vàng chữ lớn lúc này nhất chữ bị chân nhất môn trưởng giáo rủ xuống cái đầu thi thể triệt để che chắn chương 866, trăm giết viên hải giao tiên tử đại nhân không biết ta chân nhất môn chỗ nào đắc tội ngài ta cái này lui ra chân nhất môn lại không cùng cái này tông môn có bất kỳ liên lụy mong rằng tiên tử đại nhân tha ta một cái mạng phúc màu xanh thâm thẳm trùng sáng đánh tới viên hải giao cánh tay trái cánh tay kia bị một tầng màu xanh thăm thẳm băng tinh bao trùm như là giòn hóa đồng dạng phiên hải giao cuối đầu thì bái động tác để hắn cánh tay trực tiếp vỡ thành một phấn hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại đã mất đi một cái cánh tay y nguyên dập đầu như giả tỏi so với mất đi một cái cánh tay hắn sợ hơn liền mạng nhỏ đều bị lấy đi không có cách nào chống cự chưởng giáo thực lực mạnh mẽ hơn hắn gần gấp đôi cao thủ như vậy đều ngăn cản không nổi lưu ly sát phạt như vậy hắn bây giờ bị để mắt tới như không cầu xin thì chỉ có một con đường chết Phiên Hải Giao ngẩng đầu, sợ hãi nhìn qua nguy nga sơn môn phương hướng. Lưu Ly động tác dừng lại, chậm rãi mở miệng, tích tự như kim, ngươi, đáng chết. Bạch. Phiên Hải Giao đứt gãy cánh tay trái chỗ, có từng điểm từng điểm băng tinh lưu lại, theo Lưu Ly một câu rơi xuống, hàng khí bạo phát, trong nháy mắt đem phiên Hải Giao bao phủ, đông lạnh kết thành một tòa quỳ trên mặt đất tượng băng. Phiên Hải Giao trưởng lão cũng đã chết. Nữ nhân này cũng là một cái ma quỷ. Nàng giết người không chớp mắt, mau đào mạng a. Chân nhất môn đệ tử người người nhốn nháo, tại hướng hậu sơn phương hướng cực nhanh tiến tới trong lúc nhất thời toàn bộ chân nhất môn bị cực hạn hoảng sợ bao phủ lưu ly tạm thời không có đi quản những thứ này chân nhất môn đệ tử mà chính là đem ánh mắt đặt ở trưởng lão trên thân bấm tay bắn ra từng mai từng mai màu xanh thăm thẳm trùng sáng bắt đầu tiếp tục miêu tả tượng băng một tên tiếp lấy một tên trưởng lão đang bị tử vong bao phủ hoảng sợ bên trong hóa thành từng tòa hình thái khác nhau tượng băng hoặc chạy hoặc tung người giữa không trung bị đứng trên mặt đất trưởng lão nắm chặt chân sau cũng có muốn phản kháng có thể ngưng tụ ra khí huyết hung thú còn không có tới gần lưu bên cạnh liền ở giữa không trung cùng lúc trước vị kia trưởng lão một dạng cùng nhau hóa thành tượng băng hướng xuống đất rơi xuống cái xác không hồn đây là nghiêng về một phía đồ sát không cần phải suy nghĩ nhiều lão quản gia thấy cảnh này tâm lý vì chính mình lúc trước lo lắng cảm thấy xấu hổ quả nhiên vẫn là tiểu thiếu gia hiểu rõ tiểu thiếu phu nhân biết tiểu thiếu phu nhân thực lực mạnh mẽ đến đâu đầu hắn một lần phát giác được sự dốt nát của mình sống cao tuổi rồi cho tới bây giờ cũng nhìn không thấu tiểu thiếu phu nhân thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn chỉ biết là chính mình cái này một thân lão ô quy sát, nếu là bị tiểu thiếu phu nhân cho để mắt tới sợ cũng là muốn bị đông thành băng cặn bã hảo lợi hại a à. nhân vật như vậy sợ thật câu sự là hạ phàm tiên nữ a à. là nhìn thấy chân nhất môn làm nhiều việc ác cho nên mới sẽ hạ phàm đến trảm yêu trừ ma sao dạng này trích tiên thật không biết trên đời này đến cùng bực nào nam tử mới có thể xứng với không không đúng không thể dùng thế tục đi ước thúc dạng này trích tiên bên cạnh nàng cũng không nên có còn lại nam tử bóng người lại ưu tú nam tử tại dạng này tiên tử trước mặt cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Cùng tầng lãng mười ngón nắm chắc thi nhã, suy si ngốc nhìn qua lưu ly phương hướng, lời nói nhiều hơn, nhiều lần cảm thán. Có sùng bái, cũng có hướng tới, càng nhiều hơn chính là một cổ người khác giúp nàng thực hiện mộng đẹp kích động. Ngươi một cái vang quá ức thiên hậu, cũng bắt đầu thành vì người khác vang, biến thành tiểu mê muội rồi. Tầng lãng nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực tâm mệt treo gẹo. Dạng này trường hợp, theo đạo lý nói, bình thường đều là khí vận chi tử trang bức, anh hùng cứu Mỹ tuyệt hảo thời cơ. Kết quả đến hắn nơi này đâu? Kế hoạch tiến hành đến một nửa, ở giữa đồ bị đánh gãy. Ban đầu vốn có thể trang bức đại hảo thời cơ, toàn bộ đều bị đột nhiên chạy tới Lưu Ly cho pha trộn. Một mình nàng trước mặt nhiều người như vậy, trở thành đương nhiên ánh mắt tiêu điểm, hưởng thụ lấy cực hạn sùng bái cùng kính ngưỡng. Quan trọng, tần lãng cái gì đều không cách nào đi làm, càng không thể cướp đi cái này trang bức đánh mặt cơ hội. Thậm chí, trong lòng của hắn đến bây giờ còn hiện ra nói thầm, đến cùng là chuyện ra sao a? À? Lưu Ly tại sao lại xuất hiện ở cái này địa phương cướp chim cũng không có? còn đem tông môn bí bảo mang tại trên thân. Ý muốn như thế nào? Chương 867, chân nhất môn lão tổ. Tần lãng cao mày, nhìn về phía bàn da. Ở chỗ này, ngoại trừ lưu ly bên ngoài, đã mập gia đối với phương diện này hiểu rõ nhiều nhất. Bé quản gia lắc đầu, liên quan tới ẩn thế tông môn tin tức, liền xem như tần gia, biết đến cũng không phải nhiều như vậy, nam cung lão gia tử chỗ đó có thể sẽ biết phương diện này tương tình. Nhưng nam cung lão gia tử cùng lão gia tử hai cái không hợp nhau, bao nhiêu lần đều không có tìm hiểu ra ẩn thế tông môn tin tức. Chuyện tường tình, lão quản gia cũng không tiện ngay trước nhiều như vậy mặt nhắc đến. Cũng không thể nói cho tiểu thiếu gia, ngoại công của hắn cùng gia gia, rất là không hợp nhau a. À. Ông ngoại nói gia gia là cái lão ngân tệ, suốt ngày tính toán đây coi là cái kia, âm hiểm xảo trá. Gia gia nói ngoại công là cái mãn phu, suốt ngày chỉ biết là chém chém giết giết, căn bản cũng không có nghĩ tới làm sao hợp lý vận dụng mưu kế, người là người tốt, chính là không có não tử. Tần Lãng gật đầu, chậm rãi dời ánh mắt, nhìn về phía tại Nguy Nga Sơn môn phía trên đứng sừng sững lấy Lưu Ly. Giống như là tại hỏi thăm, có cần giúp một tay hay không? Lulimi đầu hơi hơi nhíu lên, không phải đối đột nhiên xuất hiện chân nhất môn cường giả cảm giác đến đau đầu, mà chính là đối Tần Lãng nghi vấn cảm thấy không thoải mái. Lúc trước, nàng thì cùng Tần Lãng đề cập qua, gặp phải thời điểm nguy hiểm, kịp thời thông báo nàng. Nàng đã mang tới tông môn bí bảo, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mà bây giờ, Tần Lãng chẳng những không có sớm thông báo nàng trước tới giải vây, còn nghi vấn lên thực lực của nàng. Cái này khiến nàng luôn luôn không hề bận tâm tâm cảnh, nổi lên gần sóng. Lưu Ly theo tầng lãng trên thân dời ánh mắt, tay cách không chụp vào chân nhất môn, phía trên đinh lấy trạm trường kiếm màu xanh lam. Sưu! trường kiếm thoát ly. Chân nhất môn trưởng giáo thi thể rơi rơi xuống đất, bột một tiếng vỡ thành bột miệng. Đồng thời, nguy nga đại điện cũng tại trưởng giáo thi thể ngã nát một sát, ầm vang sụp đổ. Chỗ này kiến trúc đã sớm bị hàng khí ăn mòn đến nội bộ, đã hoàn toàn giòn hóa. Một chút một chút xíu tiểu động tĩnh, liền đưa tới mắt xích phản ứng. Đại biểu cho chân nhất môn bề ngoài đại điện, ầm vang sụp đổ, thành một vùng phế tích, đem chân nhất môn trưởng giáo thi thể ngay tại chỗ vùi lấp. Tay nàng cầm trường kiếm, chỉ thẳng vào phía sau núi phương hướng, thanh âm lạnh lùng như vạn năm hàng băng, mấy cái kéo dài hơi tàn chân nhất môn tặc tử cũng dám nhắc đến ta tông môn tục danh. Các ngươi che chở chân nhất môn làm sàng làm bậy, tội thêm một bậc, đáng chém. Nàng đem trường kiếm đánh ra, nhanh chóng như thiểm điện, bộc phát ra cực hạn hàng, hàng khí, cuốn sạch lấy băng hàng phong bạo, hướng về phía sau núi phương hướng, bá đạo tường phòng hộ phóng đi. Chỉ là băng linh cung tiểu bối cũng dám cuồng vọng liền xem như ngươi băng linh cung trưởng giáo tới, cũng không dám miệng ra như thế cuồng ngôn. Hôm nay, chúng ta liền thay băng linh cung thanh lý môn hộ. Phía sau núi phương hướng, và thiên tế nhật sương máu, cẩn trọng muốn áp thành, phô thiên cái địa hướng về trạm trường kiếm màu xanh lam phương hướng chính diện đánh thẳng tới. Huyết khí hóa vân, nồng đậm cẩn trọng, chính là tụ tập nhiều tên chân nhất môn ẩn thế cường giả huyết khí. Lúc này hiện thân mỗi một vị, đều có thể so với một tên chân nhất môn trưởng giáo. Nhiều tên trưởng giáo hợp lực, cho dù là sở hướng bể mị trạm trường kiếm màu xanh lam, tiến lên tốc độ cũng bị ngăn cản màu xanh thăm thẳm hàng băng phong bạo cùng cẩn trọng huyết vân va chạm chân nhất môn trong đình bên trong phòng ốc tại hai loại khí tức mạnh mẽ bên trong đầu tiên là bị hàng khí chỗ đóng băng sau đó lại bị tràn ngập sát lục khí tức khí huyết cho hướng nát phương viên hai cây số bên trong tất cả trường cục chạm trổ đều tại thời khắc này bắt đầu đổ sụp phát ra tiếng oanh minh có khói bụi muốn bốc lên vừa mới chạm đến hàng khí thì lại đóng băng thành bã vụn bắt đầu rơi xuống trăng rắc trăng rắc ở giữa không trung dừng lại trạm trường kiếm màu xanh lam phía trên bột phát ra thanh thúy nước ra âm thanh từ từ bị huyết khí ăn mòn bắt đầu sụp đổ, sụp đổ. Bành. Rốt cục, tại một tiếng vang thật lớn âm thanh bên trong, trạm trường kiếm màu xanh lam ở giữa không trung nhất thời nổ nát vụn thành một đống bột phấn. Hàng khí bức người, cũng tại cái này một cái chớp mắt, biến mất hầu như không còn. Chạy trốn chân nhất môn đệ tử nhìn thấy một màn này, dường như áp ở ngực đá lớn, bị chân nhất môn cường giả cho cưỡng ép đẩy ra, nhất thời quá sợ hãi, kinh hô xuất khẩu. Chương 868, một người diệt tông. Lấy cẩu hệ thống nước tiểu tính, cái này bảy chui kiếm rõ ràng là cho bảy cái sister phục vụ, muốn là thiếu một đêm, đằng sau tuyệt đối còn có thể lại rút ra. Vũ khí đã hủy, ngươi là tự mình kết thúc, vẫn là muốn chúng ta tới giúp ngươi. Chỉ là băng linh cung, cũng dám ở ta chân nhất môn trước mặt quát tháo, không biết trời cao đất rộng. Thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng còn chưa đủ lấy hủy diệt ta chân nhất môn truyền thừa. Phía sau núi, lần nữa truyền đến một cái kia cái chân nhất môn ẩn thế các lão tổ bức bách âm thanh. Chân nhất môn uy vũ. Lão tổ vô địch. Lão tổ uy vũ chân nhất môn đệ tử tiếng hò hét đinh tai nhức ốc vang tận mây xanh đứng tại nguy nga núi cửa phía trên lưu ly thu hồi ánh mắt không có bất kỳ cái gì bối rối thần sắc vẫn như cũ lạnh như băng sụ mặt chậm rãi lãnh đạm nói kết ngồi đáy giếng ánh mắt thiển cận hủy một thanh bình thường kiếm cũng đáng được như thế nói hoa chân nhất môn có tiếng không có miếng nàng đưa tay hàng khí lần nữa cuốn lên ông 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 chân nhất môn bên trong cái kia đầy đất bừa bộn trường kiếm cũng bắt đầu rung rẩy lên phát ra nổ đùng tại hàng khí bao phủ dưới Mấy trăm thanh trường kiếm vẫn trôi lơ lửng, bắt ngang ở giữa không trung. Tại hàng khí thôi hóa dưới, mỗi một chu nhan sắc khác nhau trường kiếm, cũng bắt đầu hướng về màu xanh thâm thẳm chuyển biến. Trong chớp mắt, đầy trời trường kiếm, tất cả đều bị nhiễm lên màu xanh thâm thẳm. Cùng lúc trước cái kia một thanh bị phá hủy, không có bất kỳ cái gì khác biệt. A. À. Trời ạ. À. Cái này tiên tử bị hủy diệt cái kia một thanh kiếm, thế mà không phải bảo bối, mà chính là phổ thông kiếm tại nàng sử dụng dưới, liền sẽ nhiễm lên tầng kia thánh kiếp màu xanh thâm thẳm. Mẹ nha! một thanh kiếm đều lợi hại như vậy, cái này đầy trời mưa kiếm, cái này. Đây là nhân loại sao? Ta đều không dám tin vào hai mắt của mình, muốn là trở về nói cho cha mẹ, bọn họ khẳng định sẽ cho ta một bạc tai, nói ta bị bệnh tâm thần. Hắc mãn quân bên kia, bộc phát ra kinh ngạc lại sức sẹo tiếng nghị luận, nói là bắt lô ngữ. Ngược lại, tầng lãng bảo tiêu cùng tầng gia cung phụng bên này, chấn kinh âm thanh, thì lộ ra phá lệ thống nhất. Ngoạ tàu. Ngoạ tàu. Ngoạ tào màn Trước kia còn kêu gào lấy chân nhất môn đệ tử, tại thời khắc này, nhìn lấy cái kia đầy trời tản ra màu xanh thăm thẳm, đem trọn cái chân trời đều cho che phủ lên mưa kiếm. Nguyên một đám cổ họng, lần nữa bị người dùng cậy mạnh nắm, một câu cũng nói không nên lời. Đi. Lưu Ly nhẹ nhàng khoát tay, đầy trời lơ lửng mấy trăm chui trạm trường kiếm màu xanh lam, tại tiếng nổ đùng đoàn bên trong, hướng về phía sau núi phương hướng, bay đi. Oanh. Trường kiếm bị va chạm, phát ra tiếng oanh minh. Phòng ốc sụp đổ, mặt đất dựng thẳng lên băng tường, phương viên vài trăm mét, hết thảy sự vật đều bị băng tinh chỗ đóng băng. Một bên khác đầy trời huyết khí, ngăn cản một thanh trường kiếm, đã lộ ra cố hết sức. Huống chi, hiện tại là mấy trăm chui. Chỉ vừa đối mặt, nồng đậm cẩn trọng huyết khí, liền trong nháy mắt bị xỏ xuyên, giữa không trung hội tụ huyết khí, trong nháy mắt bị đông cứng, giống như một đạo già thiên tế nhật trạm con sóng lớn màu xanh lam trong nháy mắt kết băng. Rầm rầm rầm. Từng chui trường kiếm bay vụt hướng sau núi, bộc phát ra hủy thiên diệt địa thương tổn. Hàng khí bạo phát, hình thành màu trắng sương mù dày đặc, đem hết thảy đều cho che đậy, chỉ có trong sương mù dày đặc không gián đoạn tiếng oanh minh, hiện lộ rõ ràng công kích vẫn còn tiếp tục đến mức chân nhất môn lão tổ cùng đệ tử toàn bộ đã mất đi thanh âm sương mù dày đặc bắt đầu từ sau núi phương hướng hướng về tiền viện lan tràn Trăng rắc răng rắc trên mặt đất có màu lam băng tinh theo tảng đá xanh gạch bắt đầu đóng băng một mực lan tràn đến nguy nga sơn môn chỗ toàn bộ chân nhất môn hóa thành một mảnh hàng băng thế giới đợi đến cái kia màu trắng vũ khí tán đi mục đích chỗ cùng tất cả phòng ốc đều đổ sụp thành phế tích trên mặt đất lấy ngàn mà tính chân nhất môn đệ tử còn duy trì ghen ghét vẻ mặt sợ hãi ngưng kết thành từng tòa màu xanh thâm thẳm tượng băng. Lại sau này nhìn, cái kia phía sau núi một cái ngọn núi, dựng lên một thanh to lớn màu xanh thâm thẳm trụ băng, đem cái kia nghiêm chỉnh mảnh đỉnh núi, đều cho đông cứng. Giống như một thanh cắm ngược vào đỉnh núi cự kiếm. Chương 869, người có thể đi, quả thực lưu lại. Tại chiến tướng mệnh lệnh dưới, hắc mãn quân đồng loạt thay đổi phương hướng, bắt đầu rút lui. Mục tiêu không phải nguy nga sơn môn, mà chính là dự định leo tường rời đi. Vị tiên tử này còn không có chuyển vị, bọn họ không dám tới gần hắc mãn quân đồng loạt hướng về lùng nhất ước chừng một người ra mặt đầu tường tới gần bỗng nhiên có một thanh kiếm tự xa mà gần bay tới thẳng tắp cắm vào trên đầu tường hắc mãn quân chiến tướng theo bản năng toàn thân sợ rung cả người vội vàng quay đầu nhìn lấy ánh mắt quét tới lưu ly sợ hãi nói vị tiên tử này chúng ta là bắt lô hắc mãn quân tới nơi này là yêu cầu chân nhất môn đối ngã phương đích tổn thất cùng cái này chân nhất môn cũng không phải là người một đường thậm chí có thể nói là nợ máu tiên tử thay chúng ta hắc mãn quân trừ này đại địch cảm kích không cùng lưu ly đạm mặt liếc qua trương lớn vị trí bình tĩnh nói từ giờ trở đi nơi này hết thảy quy ta tất cả bao quát trong tay các ngươi mang theo cái rương người có thể đi cái rương muốn lưu lại nếu không cùng một chỗ lưu lại rất bình thản một câu thậm chí không có nửa điểm khói lửa nhưng hắc mãn quân chiến tướng nghe vậy lại là đầu lớn như cái đấu bọn họ tới nơi này chính là vì những thứ này quả thực muốn là liền quả thực đều mất đi đây chẳng phải là liền cơ bản nhiệm vụ đều không có hoàn thành có thể nếu là không lưu lại theo cái này tiên tử trong miệng nói ra hắn có thể nửa điểm không dám đi nghi vấn liền chân nhất môn dạng này cần phải vận dụng tên lửa tiến hành hỏa lực bao trùm mới có thể tiêu diệt tông môn đều tại vị tiên tử này dưới kiếm triệt để phai mờ bọn họ cái này mấy chục người liền cho người ta tiên tử nhét không đủ để nhét kẻ răng cách thậm chí hắn nghiêm trọng hoài nghi muốn là đắc tội vị tiên tử này có thể sẽ cho hắc mãn quân mang đến càng khủng bố hơn thương tổn so với lần trước vị kia chân nhất môn hung thủ tạo thành tổn thất còn khó hơn lấy đánh giá để xuống cái trương rút lui hắc mãn quân chiến tướng cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp hắn phải sống trở về đem nơi này phát sinh hết thảy, không rõ chi tiết toàn bộ bẩm báo cho lên đầu. Hắc Mãn Quân mang theo cái rương mấy người lòng còn sợ hãi, tại chiến tướng nói xong trước đó cũng đã đem cái rương để xuống, thành đội ngũ bắt đầu leo tường, bắt đầu hoảng hốt chạy bừa rút lui. Vị chiến tướng này chỉ huy Hắc Mãn Quân đã sợ vỡ mật. Tuy nói còn tính là có trật tự, nhưng tốc độ so với bình thường cầm lúc luyện, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Từng cái đều sợ bị đông thành tượng băng, lấy chiến tướng cầm đầu, chạy nhanh nhất. TT, lạnh chết rồi, đất này mặt đều kết băng cặn bã, nằm ở phía trên lạnh lẽo thấu xương a không chịu nổi cuối cùng là đi bọn này hắc mãn quân thật là có thế nấu làm gì cái gì không được xem náo nhiệt hạng một a chân nhất môn đệ tử thi thể bên trong có mấy cái bộ thi thể hùng hùng hổ hổ bò lên không ngừng tại gãi cái mông gãi phía sau lưng hàng khí tận xương làm cho các nàng cảm thấy da thịt đều có chút ngứa vì thiếu gia kế hoạch liền xem như cống đến hoảng chỉ cần hắc mãn quân không đi bọn họ thì sẽ không thế sống tới đều hứng chịu tới hàng khí ăn mòn Tần lãng hướng về đứng tại sơn môn phía trên lưu ly ngoắt, nhẹ giọng nói, mau tới đây đi, ngoại nhân đều đi, còn lại đều là người một nhà. Ta bên này có mấy cái chính mình người nhận lấy hàng khí ăn mòn, người giúp đỡ khu trừ một chút, đây đều là tần gia cung phụng, là bảo vệ gia gia công thần. Ý muốn thoát thân lưu ly, tại nghe được câu này về sau, phiêu nhiên mà tới, rơi vào tần lãng trước mặt cách đó không xa. Nàng đứng tại mấy tên dịch dung sau đó tần gia cung phụng trước mặt, quơ quơ tay áo dài, nhất thời có màu trắng vũ khí theo đỉnh đầu của các nàng bắt đầu bay lên. Đa tạ tiên tử mấy tên tần gia cung phụng trong miệng một lời cúi đầu bái tạ các nàng sáng sớm liền đạt được an bài theo dõi bảo hộ thi nhã tiểu thư lúc trước lưu ly đi đô thành thời điểm các nàng cũng không tại tần gia tự nhiên cũng không biết lúc này tâm lý hiếu kỳ thiếu gia là làm sao cùng vị tiên tử này có phía trên liên lụy chẳng lẽ vị tiên tử này thì là trước kia đô thành cung phụng nhóm trong miệng nói tới cái vị kia tần gia tiểu thiếu phu nhân rất cường đại vị kia tt tê tê. muốn thật sự là như thế tiểu thiếu phu nhân thực lực không khỏi cũng quá mạnh mẽ đi sau này là các nàng bảo hộ tiểu thiếu phu nhân vẫn là tiểu thiếu phu nhân bảo hộ các nàng chương 870, trước trò chuyện hai câu tìm một chút cảm giác tần lãng cảm kích đồng thời lần nữa tiến lên một bước kéo lại lưu ly bàn tay nhỏ trắng loãng người nha cũng là cảm tình sinh vật lưu ly như thế thái độ lạnh như băng liền xem như tần lãng cũng không tiện vừa lên đến liền trực tiếp thân mật lên hơn nữa còn là nhiều người như vậy trước mặt mượn hỏi vấn đề cớ rút ngắn quan hệ một chút nói hai câu chứng minh lưu ly chỉ là không vui cũng không có thật tức giận tần lãng liền không cố kỵ gì nắm chặt tay một sát lưu ly mi đầu liền chỉ một thoáng nhau nàng chú ý tới người chung quanh cái kia ánh mắt kinh ngạc có chút nữ cung phụng thậm chí đều kinh ngạc bưng kính miệng mũi cái kia một bộ khó có thể tin bộ dáng cho dù là nàng cũng có chút khó chịu theo bản năng muốn tránh thoát tần lãng tay cầm muốn muốn chạy khỏi nơi này nhưng vừa vặn dãy dụa cảm nhận được tần lãng tay cầm có lực cùng quay đầu nhìn đến cái kia sốt ruột ánh mắt lưu không hề bận tâm tâm lại song song một lần mềm mại ở trong lòng sâu kín thở dài một hơi bất đắc dĩ nhìn tầng lãng liếc một chút lưu ly nâng lên bàn tay một lần nữa buông xuống buông xuôi bỏ mặt bên cạnh thi nhã nhìn thấy một màn này trong đầu lột bột một tiếng giống như là tại trong ao đập một khối đá lớn nổi lên gần sóng tiên tử rơi vào trần thế rồi như là giống như mộng ảo thần tượng tan vỡ phan cùng thần tượng thế mà bị thông sát rồi nàng nhọn rốt cuộc biết lúc trước vì cái gì lưu ly nhìn về phía trong ánh mắt của nàng so với người khác còn lạnh lùng hơn đổi lại là nàng nhìn lấy chính mình đối tượng trong ngực nằm người khác nữ nhân, nàng cũng phải nổi giận. Huống hồ, lấy tiên tử thực lực này, không có đem nàng đông thành tượng băng, sau đó đánh nát, đây đã là phá lệ khai ân. Giới thiệu cho ngươi một chút, nàng gọi thi nhã, là Long Quốc rất nổi danh thiên hậu, phan số lượng quá ức, mới vừa rồi còn khen ngươi, muốn là ngươi cũng tiến vào làng giải trí, khẳng định so với nàng còn muốn lợi hại hơn, và trẻ nam nữ thông sát, sẽ trở thành quốc tế tính siêu sao. Tần lãng cười lôi kéo lưu ly tay, sau đó đi đến thi nhã bên cạnh, đem tay của nàng cũng cho kéo lên, giúp đỡ lẫn nhau giới thiệu vừa nhìn về phía thi nhã nói, nàng gọi lưu ly, thực lực rất mạnh, vừa mới ngươi cũng nhìn thấy, ngươi có thể hô tỷ tỷ nàng. Tỷ tỷ. Thi nhã chất phát kêu một tiếng. Lấy tầng lãng gia thế, lại thêm kỳ tính cách, đơn độc trong coi một mình nàng, nàng làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Huống chi, tầng lãng vốn chính là có vị hôn thê. Đồng thời, vẫn là hai cái nàng đã từng tưởng tượng qua nhiều lần sau này nhìn thấy tần lãng còn lại người tình trang diện cảm thấy mình sẽ không có thế phẫn nộ sẽ chỉ đối phương cái mũi chất vấn thậm chí là quay người rời đi nhưng không biết chuyện gì xảy ra khi biết lưu ly cùng tần lãng quan hệ về sau trong lòng của nàng thế mà dị thường bình tĩnh liền xem như chấn kinh cũng không phải chấn kinh tần lãng thế mà cùng lưu ly có quan hệ mà chính là chấn kinh lưu ly dạng này tiên tử thế mà nguyện ý cùng tần lãng cùng một chỗ lưu ly gật đầu ta biết nàng ngôi sao lớn đã nghe nói nàng biểu hiện rất bình tĩnh không có phổ thông nữ tử lòng đố kỵ ý vừa lúc gặp mặt có thể có chút không thích ứng nhưng muốn từ bản thân lúc trước đã nói liền bình thường trở lại các nàng một môn làm việc nhưng bằng bản tâm từ trước đến nay sẽ không cố kỵ người khác ý nghĩ nàng là như thế dạy bảo thiền làm sư phụ tự nhiên cũng cần tự thể nghiệm huống chi tông môn trong sách cổ ghi lại rất nhiều chuyện kiện đều là mấy trăm năm trước trong nhà giá sách trên điển tịch rất nhiều án lệ cũng có tình huống như vậy phát sinh sống thâm sơn bên trong lưu ly đối những việc này cũng không có khó như vậy lấy tiếp nhận